Thôi phần retail lecture nhiều bạn bảo không khó, nhưng em thì đã không take notes được nhiều từ mà những từ viết được còn không đọc ra nữa. Tại vì là em không biết cách take notes và không biết luyện tập take notes như thế nào thôi. Để cô Amy chỉ nhé. Hello, welcome back to another video of PT Helper. Cô Amy chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của nhà PT Helper. Và trong video hôm nay, cô sẽ nói về phần Retail Lecture, một phần bài chiếm không quá nhiều điểm cho listening và speaking, nhưng mà kỹ năng của nó sẽ có thể ảnh hưởng đến một vài phần bài khác nữa, giả dụ như phần Summarize for Context chẳng hạn. Vậy thì có liên quan gì đến Summarize for Context ta? Mách nhỏ cho mọi người đó là kỹ năng take notes cũng như là kỹ năng nghe của Summarize for Context giống như phần Retail Lecture này. Cho nên nếu như chúng ta luyện cái phần Summarize for Context kia mà tốt hoặc luyện phần này mà tốt thì cái kỹ năng của hai phần bài này sẽ được đồng thời được kéo lên luôn. Vậy thì sao các bạn không xem những video cô đã hướng dẫn về cách take notes cũng như là cách làm phần Summarize for Context ở bên dưới description nhỉ? Còn bây giờ thì vẫn phải hướng dẫn Retail Lecture chứ đúng không? Let's go! Ok, vậy thì khi mà mọi người làm phần Retail Lecture này, các bạn phải lưu ý đó là chúng ta sẽ cần phải viết làm sao để mà có thể đọc được một cách trôi chảy. Vậy thì muốn đọc được một cách trôi chảy thì mình phải nhìn được cái chữ mà mình viết. Thế nên là khi mà take notes, cố gắng là mình sẽ, điểm số 1 là khi take note này, là mình sẽ có thể viết short form. Chữ của Amy hơi xấu, chúng ta đừng quan trọng quá nhé. Rồi, short form nghĩa là các cái dạng viết tắt của từ. Ví dụ như là thay vì mà mình viết là people đi, viết thay vì viết people như vậy thì các bạn có thể viết là people như này cho nhanh. Thay vì viết the như vậy thì chúng ta có thể viết the như vậy cho nhanh này. Thay vì viết là environment, sorry, viết rồi thì chúng ta có thể viết là env. Thì các cái từ này chúng ta nên tập làm quen và tự đưa ra một cái danh sách từ mà chúng ta hay viết tắt để mà mình có thể làm quen với nó. Ok, đó là cái đầu tiên. Cái tiếp theo nữa là khi mà mọi người viết tắt, nhớ là dù như chúng ta viết tắt nhưng cũng phải nhìn và dịch ra được nha. You can translate, you can understand cái short form của mình. Ok, phải hiểu được nó thì mình mới nói một cách trôi chảy được. Đó, rồi, thì trong các cái từ, ví dụ như từ environment này, nếu như bạn không quen, chúng ta nên viết đầy đủ nó ra, chứ không có nên viết quá tắt. Ok, rồi, còn cái tiếp theo nữa là chúng ta sẽ không quan tâm tới spelling nha mọi người nha. Là không quan tâm tới spelling. Muốn viết nó sai chính tả cũng được, không sao cả, miễn sao mà mình có thể nhìn ra chữ đấy. Và bởi vì không quan tâm tới spelling, chúng ta hoàn toàn có thể viết ra cái phiên âm theo kiểu như là tiếng Việt của mình luôn, để tí hồi mình có thể đọc được là ok rồi. Các bạn nên viết là kiểu nhỏ thôi, các cái small handwriting thôi, đừng viết các cái chữ to quá như thế này thì các bạn sẽ mất thời gian rất là nhiều trong việc ghi chú. Ok, và các cái từ của chúng ta thì chúng ta sẽ nghe theo cái listening method, nghe, phương pháp nghe, đó là bắt từ khóa là wording. Ngay khi mà các bạn nghe được một cái phrase nào đấy hoặc là một cái các cái từ nào đấy, công việc của chúng ta cần làm ngay lúc đó là take notes. Ok, ghi chú nó ra, chứ mình sẽ không có nghe đồng thời với lại là cái việc take notes này. Được chưa cả nhà? Khi viết thì không nghe, khi nghe thì không viết. Đó là lưu ý. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng làm thử với nhau một câu. Listen thử. Cô sẽ viết những cái cụm từ nó không quá dài để cho các bạn có thể nắm được dễ dàng hơn về cách là mình viết như thế nào nhá. Welcome to Yellowstone National Park. Before we begin our nature walk today, I'd like to give you a short history of our National Park Service. The National Park Service began in the late 1800s. A small group of explorers had just completed a month-long exploration of the region that is now Yellowstone. They gathered around a campfire, and after hours of discussion, they decided that they should not claim this land for themselves. They felt it should be accessible to everyone. So they began a campaign to preserve this land for everyone's enjoyment. 2 years later, in the late 19th century, an act of Congress signed by President Ulysses S. Grant proclaimed the Yellowstone region a public park. It was the first national park in the world. After Yellowstone became a public park, many other areas of great scenic importance were set aside. And in 1916, the National Park Service was established to manage these parks. As a park ranger, I am an employee of the National Park Service. In a national park, park rangers are on duty at all times to answer questions and help visitors in any difficulty. Nature walks, guided tours, and campfire talks are offered by specially trained staff members.
The Park Service also protects the animals and plants within the parks. Như cả nhà mình thấy, đây là cái loại chữ mà cô có thể dịch ra được. Yellowstone National Park, Short History Park Service, small group of explorers gather around the campfire. Rồi, chữ này là mình nếu như mà cảm thấy từ này lúc mà mình biết mình dịch ra được nhưng sau đó mình không đọc được, bỏ. Okay? For everyone, everyone's enjoyment, president, first public park in the world. Lúc đấy là cô viết được cái từ public park nhưng mà đằng sau cô nghe là cái gì mà national park, là first national park in the world. Cô ghét vô luôn. Ok, không sao hết, được chưa? Important was, cái gì đó, important was criticized. Manage this park on duty at all time. National walk, nature walk, không phải national, tại vì cô viết chữ RE nè. Nature walk are offered by trained members. Rồi, vậy thì đây là cách viết mà cô cảm thấy là cô tự nhìn thấy cái chữ của mình được. Từ this viết tắt này, từ the viết tắt, từ tại sao chỗ này every mà cô vẫn dịch ra, tại vì bên trên có từ every rồi, cho nên nãy cô viết y chang và bây giờ cô nhớ. Đó. Thì đây là cái cách viết mà mọi người phải tự confirm với bản thân mình là à ok, tôi sẽ viết theo hàng dọc này, không có viết theo hàng ngang. Một cụm từ của mình sẽ khoảng tầm là bao nhiêu từ. Nếu như mình nghe được có một từ thôi thì mình tập là nghe khoảng tầm 2-3 từ mình mới viết xuống chẳng hạn thế. Và khi chúng ta viết cần phải tuân thủ theo các cái quy định này. Và nhớ đừng viết quá xấu. Đây là chữ cô viết, có thể mọi người nhìn hơi xấu nhưng mà cô anh mới dịch ra được, right? Còn nếu như các bạn cảm thấy là chữ như thế này tôi viết tôi không dịch ra được thì mọi người cần phải viết chậm lại một tí, rõ hơn một tí, đừng quá xấu, ok? Để mà có thể nhanh chóng là phản xạ với từ và không có bị mất độ trôi chảy. Right. Và khi mà các bạn đọc á, thì nhớ là nếu như cái từ đấy mình tự nhiên mình quên mất tiêu nó là từ gì, mình chưa kịp dịch ra, có thể bỏ qua cái từ đấy, mình đọc qua từ khác. Và khi chúng ta đọc, thường thường theo cá nhân của Amy, tôi sẽ đọc là gì? Yellowstone National Park, sau khi đọc xong bấm tích một cái hoặc thậm chí mọi người có thể gạch đi. Ok, để mình tránh bị là kiểu lộn với các cái từ khác khi mà mình đang đọc trên cái màn hình. Và còn một cái kinh nghiệm nữa đấy là khi mà chúng ta viết như vậy mà mình để giấy bàn xong mình nhìn lên màn hình thì nó sẽ kiểu không tập trung được. Các bạn có thể là cầm dơ cái cuốn tập nháp này song song với cái màn hình để chúng ta có thể nhìn được, nhìn qua nhìn lại thôi chứ không phải nhìn lên nhìn xuống. Viết tới đâu chúng ta đọc tới đâu chúng ta gạch đi tới đấy. Có từ nào mà không đọc được, chưa dịch ra, bỏ qua. Ok. And that's it for this video. Cô mong là các bạn đã nắm được những cái lưu ý chính của cái phần bài Written Lecture này, cũng như là cái cách để chúng ta có thể viết được nhiều thông tin nhất, đọc được nhiều thông tin nhất, làm sao cho trôi chảy nhất để mà lấy được nhiều điểm nhất trong phần bài này nhé. See you in the next video.